tươi. Nó là để vô thì để vô lẩu thì nó sẽ ngọt, ngọt từ nước, ngọt thịt. Thì ăn kèm với là này cái nước mắm mặn ớt rồi và một dĩa rau như rau muống, bắp chú bào giá đầy đủ. Mình là du khách từ thành phố Hồ Chí Minh tới đây và đây là lần đầu mình được ăn lẩu cá đuối. Mình cảm thấy thịt nó rất là mềm, rất là ngọt, nước lèo có vị chua ngọt vô cùng là đặc trưng. Lúc mình mua thì mình lựa chọn những con cá tươi sống và sau đó là mình về mình sẽ xử lý tại chỗ mua. Rồi ở, nếu mà làm ở Vũng Tàu á, thì mình sẽ có cái máy hút chân không, ép chân không, rồi mình cấp đông ở dưới xong rồi mình vận chuyển. Thì mình đã chế biến qua những cái món hải sản rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình thấy là cái cá đuối mình bị hấp dẫn bởi nó nhiều dinh dưỡng nè, rồi nó chế biến được đa dạng món. Nên mình quyết định là mình sẽ gắn bó với cá đuối.